Thì chào mừng các em đến với cái môn học máy điện 1. Thì vì cái tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nên là khả năng là sẽ còn nghỉ dài không có lên trường. Thì nhà trường quyết định là chuyển hướng sang là cho thức học các cái môn lý thuyết chuyển học online. Tại vì để nó kịp cái học kỳ, nếu không mà để mà dồn tới khi mà hết dịch mà bắt đầu thì lúc đó là nhiều khi là coi như nó kéo qua khỏi hè luôn á, có khi kéo xuyên qua kỳ kỳ một của năm sau. Thành ra là phải cho các môn lý thuyết học online trước. Thì nói chung mới vài tuần đầu thì có thể nó gặp khó khăn, nhưng mà trong vòng khoảng 1-2 tuần thì chắc tình hình sẽ ổn ha. Thì học này được cái là ở nhà học thuận tiện thôi, chủ yếu bạn nào nhà mà có mạng thì hơi khó, mà tại nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào. Điện thoại ra rồi thì trước tiên cái môn học máy điện này thì sẽ giới thiệu sơ bộ qua cái môn học. Thì môn máy điện 1 này em sẽ học ở kỳ 2 là năm nhất á, và số tín chỉ nó là 4 chỉ. 4 chỉ là nhiều nha em, môn này là tương đối nhiều chỉ đó. Nếu mà lỡ mà bị rớt học lại tốn nhiều tiền á. Rồi thì cái môn học này nó cung cấp cho mình các cái kiến thức về cấu tạo nguyên lý làm việc, công dụng, số các công trình cơ bản của các cái loại máy điện. Thì nó gồm có máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy điện không đồng bộ và máy điện một chiều. Rồi, các quá trình năng lượng ở trong các cái loại máy điện này, rồi, các cái phương pháp mở máy của động cơ và rồi đây là một số cái chuẩn đầu ra, trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại máy điện, trình bày được cấu tạo của máy điện, làm giả được các loại máy điện, trình bày được cái phương pháp điều khiển vận hành, giải thích các sơ đồ đấu nối, hoặc tính toán được các thông số của máy điện. Thì tổng cộng là mình sẽ có 4 cái chương. Chương đầu tiên là nói chung là khái niệm chung thôi. Thì cái bài khái niệm chung thầy đã upload lên trên YouTube ha, đăng cái link lên cho lớp mình xem rồi. Thì bữa nay thầy cũng sẽ nói lại một số cái nội dung trong cái bài đó. Bài đầu tiên tổng quan ha, giải thích lại một số cái định luật về điện từ nắm được. Cái phần số 2 mình học là máy biến áp, rồi phần số 3 là động cơ con nguồn, và phần số 4 là máy điện một chiều. Thì đó là 4 cái nội dung chính của mình ha. Tổng cộng mình có 60 tiết, 41 tiết lý thuyết và 16 tiết bài tập, 3 tiết kiểm tra. Rồi, bộ là như vậy. Thì cái môn máy điện 1 này đó, thì cái giáo trình của mình là giáo trình máy điện 1 á, giáo trình lưu hành là 1. Hiện giờ mấy em chưa lên trường được thì từ từ sau này vào học rồi. Nếu mà tới cuối kỳ không mua được thì coi slide bài giảng rồi thì luôn khỏi. Về cái điểm đánh giá thì 10% chuyên cần. Chuyên cần này là điểm danh thì các em biết rồi. Thì điểm danh thì buổi đầu tiên có thể thầy lát nữa cuối giờ điểm danh thử ha. Ráng ở lại tới cuối nha. Thì 40% là điểm bài tập trên lớp, là mấy cái bài kiểm tra sẽ cho bài kiểm tra trên lớp. Nếu mà mình học online thì chắc thầy sẽ cho bài online bài tập về nhà đó mình làm. Rồi 50% điểm thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ này chắc phải thi tập trung ở trường chứ không có thi online được. Rồi nhiệm vụ giữ lớp trên 80% làm đủ bài tập. Cuối kỳ cuối kỳ thì khả năng kỳ này sẽ chuyển qua thi trắc nghiệm nha các bạn. Các năm trước thì chưa biết nhưng mà năm nay có thể chuyển qua thi trắc nghiệm. Tại vì nhóm máy điện đang các thầy máy điện thì đang đang bị soạn cái ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, chuyển qua trắc nghiệm cho bạn trai. Rồi thì đầu tiên đi vào cái chương đầu tiên ha, giới thiệu tổng quan về máy điện. Cái slide này nó khác cái slide hôm trước thì quay video. Cái slide này thì nói chung nó thì thầy cái slide hôm trước thì của thầy khác biên soạn, thầy thầy quay video cho cái slide đó. Rồi thì
Rồi thì máy điện là gì? Máy điện nó là một hệ điện từ ha, gồm có mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau. Đó là cái khái niệm của máy điện như vậy. Thì nhắc lại là máy điện nó là một cái hệ gồm có mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau. Thì mạch từ lát nữa thầy sẽ giải thích mạch điện là gì. Mạch điện thì chắc mình biết rồi đúng không? Mạch điện là một cái phần kín cho dòng điện nó chạy lên đó. Còn mạch từ thì nó là một cũng tương tự mạch điện, nó là cái vòng cho từ trường nó chạy trong đó. Thì máy điện nó là một cái thiết bị bị biến đổi năng lượng hết sức quan trọng trong cái đời sống cũng như là trong công nghiệp. Thì mình sẽ gặp rất là nhiều các cái máy điện trong thực tế. Ví dụ cụ thể ở đây các cái máy biến áp, nó chính là máy điện. À hình như các bạn nào vẽ lên màn hình nè, đừng 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 tay đừng chân vô màn hình nha. Thì bạn như đây tạo xe các cái điều chỉnh màn hình nha. Thằng nào lỡ vẽ bậy thì đừng có vẽ nữa nha, xóa. Mấy em hạn chế đừng có chạm tay vô màn hình đó, coi cái chỗ là tắt xe thôi, cứ để như đừng đừng có chạm tay vào màn hình. Nhiều khi mình lỡ mình quẹt tay chúng nó tạo thành cái viết viết trên màn thì đầu tiên là các cái máy biến áp, nó chính là máy điện ha. Máy biến áp nó có thể là các cái máy biến áp của điện lực nhằm truyền tải, hoặc là cái ổn áp ở nhà mình, hoặc là các cái loại biến áp cỡ nhỏ lấy các cái nguồn biến áp. Đó là một loại máy điện. Một cái loại máy điện tiếp theo là các cái động cơ. Động cơ ví dụ cái quạt điện này, motor bơm nước, đúng không? Nhiều loại động cơ. Dạng nữa là các cái động cơ một chiều. Một chiều là các cái động cơ trong các cái xe đồ chơi như chạy pin đúng không? Hoặc là các cái động cơ điều khiển các cái cơ cấu truyền động á. Ví dụ động cơ một chiều. Rồi các cái máy phát điện nó cũng là một dạng máy điện ha. Đó là một số cái loại máy điện mình sẽ gặp. Rồi thì về phân loại thì máy điện nó phân làm hai loại chính thôi. Thứ nhất là máy điện tĩnh, thứ hai là máy điện quay. Thì máy điện tĩnh đó chính là máy biến áp ha, gọi là máy điện tĩnh tại vì nó đứng yên á, nó không có chuyển động ở trong cái máy. Còn máy điện quay là các loại động cơ, các loại máy phát thì nó có cái chuyển động quay giữa các thành phần trong đó. Thì máy điện quay nó lại phân làm hai loại, máy điện xoay chiều với máy điện một chiều. Thì máy điện xoay chiều là các cái thiết bị nó động cơ hoặc là các cái loại máy phát á, phát ra điện xoay chiều hoặc là sử dụng điện xoay chiều và máy điện xoay chiều. Máy điện một chiều thì nó sử dụng điện một chiều. Rồi thì trong máy điện xoay chiều nó lại phân làm hai loại, máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ. Và máy điện một chiều thì nó phân là máy phát động cơ, máy không đồng bộ và máy đồng bộ, mỗi thứ nó cũng phân là máy phát và động cơ. Thì trong cái chương trình môn máy điện một á thì mấy em sẽ học ba loại. Thứ nhất là máy điện tĩnh là máy biến áp, thứ hai là máy điện không đồng bộ, và thứ ba là máy điện một chiều, ba loại đó. Còn cái máy điện đồng bộ này mấy em sẽ học ở môn máy điện hai. Đó là nói về sơ bộ về phân loại máy điện. Thì tiếp theo thầy sẽ nói về các cái định luật sử dụng trong nghiên cứu về máy điện. Thì cái môn máy điện đó thì người ta sẽ đi vào nghiên cứu về các cái phương trình, các cái định luật điện từ nó hình thành, nó vận hành cái máy điện. Mình sẽ nghiên cứu các phương trình này. Thì nếu mà đi nghiên cứu sâu thì nó là phức tạp. Nhưng mà đối với cái chương trình mình thì mình chỉ học cơ bản thôi. Gọi giống như là nắm cơ bản để hiểu biết sơ bộ thôi chứ còn không có đi sâu lắm. Thì để mà nghiên cứu cái máy điện thì mình sử dụng thường người ta dùng ba cái cần biết tới ba định luật ha. Thứ nhất là định luật về cảm ứng điện từ, thứ hai là định luật về lực điện từ, và thứ ba là định luật ôm cho mạch từ. Định luật ôm cho mạch từ người ta gọi tắt là định luật ôm từ. Rồi thì đầu tiên thì giới thiệu về cái thí nghiệm của Faraday. Thì Faraday là cái nhà khoa học á,
người Anh phát hiện ra cái định luật cảm ứng điện cực. Thì cái thí nghiệm của ông như sau, giới thiệu qua cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm này hôm trước cái thầy quay cái bài giảng này cũng có giới thiệu rồi đó, nếu mà bạn nào chưa coi thì mình có thể coi đó, thầy giới thiệu lại. Thì Faraday sử dụng cái thí nghiệm là sử dụng một cái nam châm và một cái vòng dây. Cái vòng dây đồng quấn thành nhiều vòng và nối với một cái vôn kế, cái điện kế, gọi là cái điện kế. Rồi. Thì thí nghiệm của ông là cho cái nam châm di chuyển tới vòng dây. Thì khi di chuyển nam châm tới vòng dây thì nó sinh ra cái dòng điện cảm ứng trong vòng dây và nó làm lệch cái kim điện kế đi. À, cái thí nghiệm ổng thì ổng có thực hiện một số cái thay đổi. Thứ nhất là có tiếng nào chưa hết biết, ổng sử dụng cái nam châm là ổng di chuyển tới gần vòng dây ra xa vòng dây thì phát hiện như sau, có một số cái rút ra của Faraday. Thứ nhất là khi nam châm di chuyển tới gần vòng dây thì nó sinh ra được cảm ứng. Rồi chiều của nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái sự biến thiên của tự học. Khi nam châm mà di chuyển ở đây cái nam châm mình có hai cực bắc nam, như em hiện tại là cực bắc đang hướng về phía cái vòng dây hoặc cái đường sức từ là. Từ trường thì nó hướng ra ở cực bắc vào cực nam, đang cái đường sức từ đó, ra bắc. Thì khi thầy di chuyển nam châm tới gần vòng dây thì cái từ thông gửi vòng dây này nó sẽ tăng lên đúng không? Thì di chuyển tới thì từ thông trong vòng dây nó sẽ tăng lên. Khi từ thông nó tăng lên là nó biến thiên ha, biến thiên từ chiều tăng thì dòng điện nó sẽ chạy trong cái vòng dây và nó làm kim điện kế lên. Tương tự thầy rút cái nam châm ra lui ra, rút ra thì từ thông cửa vòng dây nó sẽ giảm xuống cũng là biến thiên ha. Khi có sự biến thiên tăng hoặc là giảm gì cũng được ha, thì có dòng điện cảm ứng vào trong vòng dây và khi tăng thì và khi giảm thì chiều nó sẽ ngược nhau, tiến vào thì kim lệch trái rút ra kim lệch phải, ứng với cực bắc đang hướng về phía vòng dây. Nếu mình đảo cực nam châm lại thì chiều từ thông nó khi từ thông biến thiên nó sẽ biến cái dòng điện cảm ứng nó sẽ biến đổi theo chiều ngược lại, tiến vào rồi cái cường độ cái dòng cảm ứng cường độ và cái xung động cảm ứng nó thay đổi, nó phụ thuộc vào cái tốc độ biến thiên của từ thông. Tốc độ biến thiên nha mấy, tốc độ nó phụ thuộc vào cái tốc độ di chuyển của nam châm. Mình di chuyển nam châm mà nhanh thì kim nó lệch nhiều, có nghĩa là dòng điện cảm ứng nó lớn di chuyển nhanh kim lệch nhiều, di chuyển từ từ thì kim nó lệch ít di chuyển từ từ là kim phải kim lệch ít. Rồi nó phụ thuộc vào số vòng dây nữa, nếu mà vòng dây ít thì kim nó sẽ là ít dù mình di chuyển 500 nhập. Còn nếu mà nhiều vòng dây thì kim nó sẽ là nhiều hơn. Thì đó là cái thí nghiệm của Faraday. Thì sau cái thí nghiệm này đó thì Faraday sẽ rút ra một số cái kết luận sau. Số kết luận Faraday. Thứ nhất là từ thông gửi qua mạch kim biến đổi theo thời gian là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó. Bán thường. Đang học bán thường. Bạn nào mặc em học cái dịp này trên tắt mic, tắt cái dịp này rồi cái thứ nhất là từ thông của mạch kính biến đổi theo thời gian là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng. Thì nãy mình di chuyển cái nam châm chính là cái làm cái từ thông biến đổi nó sinh ra cái dòng điện cảm ứng. Đây, khi nam châm di chuyển đó là từ thông qua vòng dây nó sẽ biến đổi. Bây giờ thầy đảo cái nam châm này, khi cái nam châm nó quay cực nó cũng là sự biến đổi từ thông thì các cái máy phát điện nó cho cái nam châm quay, cái máy phát điện khi mình quay cái máy phát điện thì nó sẽ quay cái nam châm đó cũng là biến đổi từ thông trong cái máy sinh ra dòng điện cảm ứng. Rồi. Thứ hai là dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch biến đổi. Có nghĩa là gì? Khi nào mình di chuyển 500 thì từ thông biến đổi thì dòng điện cảm ứng nó mới tồn tại. Còn khi thầy cho cái 500 đứng yên dù đứng yên ở trong vòng dây
thì mình thấy không có dòng điện. Chỉ khi nào mình di chuyển 100 có nghĩa là từ thông nó biến đổi thì nó mới sinh ra dòng điện. Còn từ thông nó không biến đổi có nghĩa là đang đứng yên, không sinh ra được dòng điện cảm ứng. Rồi thứ ba, cường độ dòng điện cảm ứng tỷ lệ thuận với tốc độ biến đổi từ thông. Tốc độ biến đổi hồi nãy mình di chuyển 500 càng nhanh thì cái cường độ dòng điện nó càng lớn. Và thứ tư là chiều của dòng điện phụ thuộc vào sự tăng hay giảm từ thông của mạch. Thì mình tiến tới thì từ thông tăng lên, rút cái 500 ra, từ thông giảm đi, thì cái chiều dòng điện đó nó sẽ phụ thuộc vào cái sự tăng hay giảm đó. Rồi. Một cái định luật về cảm ứng điện từ nữa là định luật của Lenz. Thì Lenz là cũng là một nhà khoa học nghiên cứu về các định luật điện từ. Thì ông này nghiên cứu độc lập với Faraday, hai người không có kết hợp với nhau làm riêng ha, nhưng mà cùng rút ra cái định luật cảm ứng điện từ. Thì Lenz rút ra là gì? Định luật như sau: dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường nó sinh ra tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Cái câu này mình đọc mình thấy nó có vẻ hơi khó hiểu mà. Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Câu này nếu mà đọc qua mà hiểu được liền thì hơi siêu quá. Thì thầy sẽ giải thích cái định luật của Lenz. Rồi đây là cái hình mô tả. Rồi ở đây bên trái em quan sát cái hình phía bên trái. Rồi cái hình phía bên trái này nha. Hình bên trái này là một cái 500 ha. N là cực bắc của 500, giống như nãy mình di chuyển cái 500 ha, cực bắc này ha. Cái từ trường của 500 là cái mũi tên màu đen hướng về phía vòng dây này. Cái vòng màu đen này là vòng dây nha. Okay. Rồi cái B màu hồng đây, cái mũi tên màu hồng đây mình chưa quan tâm ha. Rồi hiện tại mình có một cái 500 gì? Vector V là cái chiều di chuyển của cái 500. Thì cái 500 này đang tiến về phía vòng dây. Cảm ứng từ B của 500 đang hướng về phía vòng dây nữa ha. Thì khi tiến cái 500 về phía vòng dây như thế này thì từ thông cho cái 500 gửi qua cái vòng dây này, từ thông của 500 gửi qua vòng dây này nó sẽ tăng lên, đúng không em? 500 đang tiến về phía này thì từ thông của 500 gửi vòng dây sẽ tăng lên. Rồi thì khi từ thông gửi vòng dây tăng lên có nghĩa là có sự biến thiên ha. Thì trong vòng dây này nó sẽ sinh ra một cái dòng điện cảm ứng. Trong vòng dây sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Rồi, thì theo định luật của Lenz, theo cái phát biểu của Lenz, thì dòng điện cảm ứng nó sẽ có chiều sao cho cái từ thông của nó sinh ra chống lại cái sự biến thiên từ thông sinh ra nó. Rồi, cái sự biến thiên từ thông sinh ra nó chính là sự tăng lên của từ thông 500 ha. Từ thông 100 gửi vòng dây tăng lên. Thì cái từ thông do dòng điện sinh ra nó phải chống lại cái sự tăng lên này, và muốn chống lại sự tăng lên này thì từ thông cảm ứng của dòng điện sinh ra đó, nó phải cái B màu hồng này nó phải ngược chiều lại với từ thông của 500, được không em? Cái từ thông của dòng điện sinh ra nó chống lại cái sự tăng lên của từ thông của cái 500. 500 tiến vào vòng dây, 500 tiến vào vòng dây ha, thì từ thông của cái dòng điện cảm ứng này nó phải chống lại cái chiều của từ thông của 500. Có nghĩa là từ thông B này của cảm ứng á, từ thông cảm ứng nó sẽ đi ngược lại ha, hướng ngược lại. Thì muốn từ thông mà nó hướng ngược lại với từ thông của cái 500 á thì dòng chiều dòng điện trong cái vòng dây này nó sẽ được xác định hướng xuống như thế này. Theo quy tắc nắm tay phải cho em, quy tắc nắm tay phải. Em dùng cái cầm cái nắm tay lại ha, cầm nắm tay lại và xoay ha, theo làm sao cho cái chiều ngón tay cái nó hướng ngược lại với chiều từ trường 500 thì mình sẽ xác định được IC, đi cảm ứng, dòng điện cảm ứng đi theo chiều hướng xuống. Cái vòng này á, cái phần mà màu đen đậm này, cái phần đen đậm là cái phần mạch mạch phía nằm phía gần mình á, còn cái cạnh nhỏ hơn là cái phần nằm bên trong. Em nhìn thấy cái chiều mũi tên không? Cái mũi tên hồng á, nó nằm phía ở giữa vòng dây á, thì cái phần màu đen đậm nó nằm bên ngoài, nó sẽ che cái mũi tên hồng. Cái phần mà đen cái phần đen mà nhỏ hơn á, nó nằm bên trong á.
tưởng tượng được cái vòng dây nha mấy em, hình dung cái hình dạng 3D của vòng dây nha. Thì cái chiều cảm ứng từ V, cảm ứng của cái dòng điện cảm ứng trong vòng dây nó phải chống lại cái chiều của cái nam châm này. Do đó mình sẽ xác định được cái chiều dòng điện cảm ứng IC ha. Để nhắc lại ha, dòng điện cảm ứng nó sẽ các chiều sao cho từ thông do nó sinh ra chống lại cái sự biến thiên từ thông sinh ra nó. Dòng điện cảm ứng phải các chiều sao cho từ thông của nó sinh ra chống lại sự biến thiên từ thông sinh ra nó, đúng không nha? Sự biến thiên từ thông sinh ra nó chính là sự tăng lên của cái từ trường 500 này ha. Tăng lên, từ trường mà tăng lên thì cái chiều của cảm từ nó B cảm ứng á, nó phải ngược lại với chiều của 500. Và dòng điện mình sẽ xác định được ha, theo quy tắc nắm tay phải, quy tắc nắm tay phải nhớ nha. Rồi tương tự cái hình phía bên phải, cái hình phía bên phải này ha, hình phía bên phải thì cái chiều V này, V là cái chiều của di chuyển của 500 á, thì cái 500 mình đang rút ra, rút cái 500 ra, cái 500 đang ở gần mình rút nó ra xa. Thì khi 500 đang ở gần ha, rút ra xa, thì từ thông của cái 500 gửi vào vòng dây này là đang bị giảm đi đúng không em? Đang bị giảm đi ha, từ thông 500 gửi vòng dây nó bị giảm đi. Khi mình rút nó ra thì từ thông nó giảm đi. Thì từ thông giảm đi thì cái cảm ứng từ B của vòng dây nó sinh ra, dòng điện cảm ứng trong vòng dây nó phải sinh ra cảm ứng từ sao cho nó chống lại cái nguyên nhân sinh ra đó. Chống lại nguyên nhân chính là chống lại sự giảm đi. Mà muốn chống lại sự giảm đi của từ thông, muốn chống lại sự giảm đi thì cái từ thông sinh ra B phải, cái B hồng này nó phải cùng chiều với từ thông của 500 đúng không em? Muốn chống lại sự giảm đi thì nó phải cùng chiều để nó tăng cường cái từ thông 500 lên. Là mình sẽ xác định được cái B này nó sẽ cùng chiều với từ trường của 500. Rồi thì từ đó mình cũng tương tự mình dùng quy tắc nắm tay phải ha, mình sẽ xác định được cái chiều dòng điện IC. Rồi được không em? Nếu bạn nào có thắc mắc chỗ này thì nói nha, cái chỗ này nó cũng có thể hơi khó hiểu. Rồi thầy sẽ có một số cái bài tập, sẽ có một số bài tập liên quan tới phần này ha. Mình sẽ xác định cái, mình sẽ phải xác định cái chiều từ chiều của dòng điện cảm ứng ở trong các cái vòng dây khi mà 500 nó di chuyển ha. Ở đây là đang cái trường hợp thầy chỉ vẽ trường hợp cực bắc đang hướng vào, cực bắc hướng vào vòng dây. Trường hợp cực nam nó sẽ ngược lại như thế. Rồi cái chỗ này nó hơi khó hiểu ha. Nếu chưa hiểu thì mình sẽ nghiên cứu lại sau ha, nghiên cứu lại. Rồi, cái định luật cảm ứng điện từ á, thì sau cái đời sau ha, ông Maxwell này là đời sau của Faraday với của Lenz. Thì Maxwell mới rút ra một cái phương trình ha, phương trình về cái định luật cảm ứng điện từ. Thì phương trình đó là E bằng trừ d phi chia dt. E này là sức điện động cảm ứng ở trong cái vòng dây ha, hoặc là trong cái thanh dẫn không ạ? Lát nữa thầy sẽ nói cái trường hợp thanh dẫn thầy. E nó sẽ bằng trừ d phi chia dt. D phi, phi nó là phi là từ thông á, phi là từ thông nha mấy em. Dt, t là thời gian ha. D phi chia dt là đạo hàm của từ thông theo thời gian. Đạo hàm của từ thông theo thời gian ha. Rồi, đạo hàm thì mình học ở năm 12 rồi. Rồi trừ, dấu trừ này biểu hiện cái sự gọi là sự chống lại của cái từ thông, từ thông mà chống lại cái xung động nó sinh ra, nó sẽ có cái xu hướng tạo cái từ thông chống lại cái sự biến thiên từ thông này, nên nó có dấu trừ, đúng không? Rồi thì đối với trường hợp thầy xét ở đây là cái thanh dẫn thẳng trên hình này, cái thanh dẫn thẳng chuyển động cắt qua các cái đường sức từ, thì khi một cái thanh dẫn chuyển động cắt các đường sức từ thì cái từ thông ở gửi qua cái thanh dẫn này nó cũng biến thiên nha em. Từ thông gửi qua biến thiên thôi. Thì khi từ thông gửi qua, thực ra không phải là gửi qua thanh dẫn đâu, mà gửi qua cái diện tích gia tạo bởi thanh dẫn với một cái mạch điện kín ha. Mấy em tưởng tượng cái thanh dẫn này sẽ được nối với một cái mạch điện kín như vậy. Thì từ thông gửi qua nó sẽ biến thiên thôi. Thì khi từ thông biến thiên nó sẽ sinh ra xung động cảm ứng ở trên thanh dẫn. Rồi. Thì nó cũng tính bằng cái biểu thức là trừ d phi chia dt. Rồi thì đối với thanh dẫn thẳng và chuyển động trong từ trường đều ha,
thì cái biểu thức người ta sẽ đơn giản hóa. Thực ra từ cái đạo hàm này người ta sẽ tính toán nó ra là E nó bằng B nhân L nhân V. Trong đó B nó là gọi là cảm ứng từ, cảm ứng từ của 500 á, B là cảm ứng từ của 500 ha. L là chiều dài, gọi là chiều dài hiệu dụng của thanh dẫn ha. Thì chiều hai ai hiệu dụng là cái chiều dài mà thanh dẫn nó nằm trong từ trường thôi, còn cái phần nằm ngoài từ trường không tính ha. V là tốc độ chuyển động của thanh dẫn. Thì cái xưng động cảm ứng trên thanh dẫn nó sẽ phụ thuộc vào B ha, là cảm ứng từ này, L là chiều dài và V là tốc độ di chuyển của thanh dẫn. Rồi, thì đó là một số cái định luật về cảm ứng điện từ mà mình cần phải biết thôi đối với cái nguồn máy điện này. Tiếp theo là định luật về lực điện từ. Lực điện từ, lực điện từ là cái lực sinh ra do tương tác của dòng điện với từ trường, hoặc là của dòng điện với dòng điện á, nó gọi là lực điện từ. Lực điện từ nói lại á, đó là cái lực sinh ra do cái có sự tương tác giữa dòng điện với từ trường, hoặc là dòng điện với dòng điện với nhau. Thì xung quanh dòng điện thì nó cũng có một cái từ trường ở xung quanh đó, nên là khi mình đặt cái dòng điện và đặt dòng điện vào trong một cái từ trường của 500 thì nó sẽ chịu lực từ tác dụng, đơn giản như thế. Rồi, ở đây cái hình bên tay phải nha, mình có một cái thanh dẫn, cái thanh này nó có dòng điện y chạy trong đó và nó nằm trong từ trường B của 500, thì thanh dẫn này nó sẽ chịu một cái lực từ tác động. Rồi, thì lực từ này sẽ được tính bằng cái tích phân này. F nó bằng tích phân từ 0 tới L, là tích phân theo chiều dài của thanh dẫn. B nhân Y nhân sin phi. B là cảm ứng từ B của 500, Y là dòng điện chạy trong thanh dẫn, và sin phi, sin phi là góc lệch giữa cảm ứng từ B với dòng điện Y. Cảm ứng từ và dòng điện góc lệch, phi là góc lệch giữa B và Y. Rồi, thì tính cái tích phân đó sẽ tính được cái lực từ F tác dụng lên. Ở phía trên này là cái biểu thức quy phân ha. Quy phân là gì? Quy phân đó là người ta phân tích một cái đại lượng ra thành những cái đoạn nhỏ vô cùng ha. Ví dụ em tưởng tượng ha, cái thanh dẫn dài như thế này, người ta chia nhỏ nó ra thành những cái đoạn rất nhỏ ha. Thì mỗi đoạn nhỏ đó gọi là một cái quy phân của cái thanh dẫn ha. Thì DFM có nghĩa là phi phân của lực từ tác dụng lên thanh dẫn á. Mấy em tưởng tượng cái lực tác dụng thanh dẫn này nó chia thành những cái lực nhỏ nằm suốt cái thanh dẫn á. Thì lực từ lên thanh dẫn gọi là phi phân lực ha. DFM bằng DI Y nhân DL. IDL là cái phi phân của dòng điện nhân với một cái đơn vị nhỏ trên đường dây ha. Cái dây này thì mình chia làm nhiều đoạn nhỏ, thì DL là một cái đoạn rất nhỏ trên cái đường dây. Dòng điện Y nhân với cái L là cái DL là cái đoạn nhỏ, và nhân BM là vi phân của từ cảm ứng từ B trên thanh dẫn trên cái đoạn nhỏ đó. Thì để mà tính cái lực từ trên xuyên suốt cái chiều dài cái đoạn dây á, thì người ta sẽ tính tích phân của các cái đoạn nhỏ này, các cái đoạn nhỏ này. Tích phân là người ta cộng dồn các cái lực từ trên cái thanh dẫn này. Rồi, thì nói chung thầy giải thích sơ bộ như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái tích phân và vi phân lực từ ở trên cái thanh dẫn. Thì đơn giản á, mình học thì người ta đơn giản hóa công thức nó là gì? B nó bằng L lực từ F chứ, F nó bằng B nhân L nhân Y nhân sin phi. Thì F nó là lực từ tác dụng lên thanh dẫn á, nó sẽ bằng B là cảm ứng từ, nhân L là chiều dài hiệu dụng thanh dẫn trong từ trường, Y là dòng điện chạy trong thanh dẫn, và nhân phi, sin phi thì sin phi nó chính là góc lệch giữa cảm ứng từ với dòng điện. Thì cái đó là cái độ lớn F là độ lớn của lực điện từ sẽ được tính bởi cái biểu thức này. Rồi, thì còn cái chiều của lực từ, chiều lực từ thì mình sẽ xác định bằng quy tắc bàn tay trái, nhớ không? Quy tắc bàn tay trái. Ở đây là hình cái bàn tay trái này. Còn nhớ mấy anh, còn nhớ quy tắc bàn tay trái không? Quy tắc bàn tay trái nó sẽ xác định chiều lực từ tác dụng lên thanh dẫn chuyển động trong từ thanh dẫn nằm có dòng điện ha, chạy trong nằm trong từ trường ha. Thì phát biểu quy tắc là gì? Đặt bàn tay trái ha, sao cho lòng bàn tay hướng các cái đường sinh từ. Đây,
cảm từ B nó từ trên nó hướng xuống ha, thì bàn tay trái mình ngửa ra, ngửa bàn tay trái ra ha. Rồi chiều từ cổ tay tới ngón tay, chỉ chiều dòng điện chạy trong thanh dặm, cổ tay tới ngón tay ha, chiều dòng điện chạy. Rồi thì chiều ngón tay cái sẽ chỉ chiều của lực từ tác dẫn lên thanh dặm, ngón tay trái ha, tay cái chỉ ngang ra thì lực từ là điểm ngang ha. Đó là cái quy tắc bàn tay trái ha, để xác định cái chiều lực từ. Thì đó là cái định luật thứ hai mình cần quan tâm đó, đó là định luật về lực điện từ. Rồi thứ ba là định luật ôm từ. Ôm từ là viết nói tắt ha, tôi mới nói chính xác thì nó gọi là định luật ôm cho mạch từ, định luật ôm cho mạch từ như vậy. Thì định luật ôm cho mạch từ này thì cái này thì cái trong chương trình mới thì mình có thể bỏ qua cũng được, thì mình sẽ không có hỏi đâu. Thì định luật ôm từ thì nó sẽ cái biểu thức nó là tích phân theo cái vòng kín ha, một cái vòng kín này, đây là một cái vòng kín ha, thì tích phân của h, h này gọi là cái vector cường độ từ trường, cường độ từ trường ha. H này nó khác với b nha, b là gọi vector cảm ứng từ, h là gọi vector cường độ từ trường. Thì tích phân h cường độ từ trường dọc theo một cái dl, dl là cái vi phân của cái đường dây, cái vòng vòng dây này ha, vòng dây này ví dụ nó hình tròn này, thì DL là một cái đoạn nhỏ trên đường dây thôi. Thì tích phân theo cái đường dây suốt cái vòng dây của cảm ứng từ thì nó sẽ bằng tổng các cái dòng điện xuyên qua cái vòng dây đó. I1, I2, I3 là những cái dòng điện xuyên qua vòng dây. Thì cái định luật ôm cho mạch từ này người ta cũng dùng để có một số cái ứng dụng. Ví dụ cụ thể là cái AMP kềm á, em dùng để đo điện đó. Biết mấy em có sử dụng AMP kềm chưa? Thì AMP kềm nó ứng dụng của cái định luật ôm từ này. Hoặc là các cái biến dòng nó cũng là một cái ứng dụng của định luật ôm từ. Thì nếu mà em học cái môn một khí cụ điện thì chắc cũng có biết là cái biến dòng. Rồi sơ lược về các vật liệu chế tạo máy điện, đây là cái phần tiếp theo ha. Thì đối với máy điện thì người ta chế tạo gồm ba cái loại vật liệu chính. Thứ nhất là vật liệu tác dụng, thứ hai là vật liệu kết cấu, thứ ba là vật liệu cấp điện. Thì đầu tiên là vật liệu tác dụng trước ha. Thì vật liệu tác dụng là vật liệu để xây dựng lên cái mạch từ hoặc là cái mạch điện ha. Nó gồm các vật liệu dẫn từ và vật liệu dẫn điện. Thì vật liệu dẫn từ là thông thường ha, thì nó là thép kỹ thuật điện. Thép kỹ thuật điện là cái loại thép người ta pha thêm silic vô, silic nó từ 2-5%. Thì khi pha silic vô thì nó sẽ giúp giảm tổn hao từ trễ và tăng điện trở. Thì giảm tổn hao từ trễ là gì? Tổn hao từ trễ là cái tổn hao sinh ra khi có từ trường nó chạy trong cái loại sắt ha. Thì khi từ trường chạy trong loại sắt thì nó sẽ bị tổn hao và tổn hao từ trễ. Thì nếu mà dùng thép thông thường á, em dùng một loại thép thông thường á, thì nó sẽ bị cái tổn hao đầy nhiệt lớn. Thì người pha silic vào nó sẽ giúp giảm tổn hao này đi. Thứ hai là tăng cái điện trở của cái loại sắt. Cái loại sắt mình muốn nó giảm từ, chứ mình không mong muốn nó giảm điện nha em. Thì khi mà cái loại sắt mà nó giảm từ thì cái từ trường nó chạy trong loại sắt nó sẽ sinh ra các cái dòng điện cảm ứng trong loại luôn. Tại vì sắt nó là vật liệu dẫn điện ha. Nên tưởng tượng ha, cái vòng dây mình tra cái từ thông biến thiên trong vòng dây thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Thì tương tự cái loại sắt nó dẫn từ trường trong đó mà từ trường này biến thiên thì nó cũng sẽ sinh ra các cái dòng điện cảm ứng ở trong loại sắt ha. Mà khi dòng điện cảm ứng chạy trong loại sắt nó sẽ làm nóng cái loại lên. Cái dòng chạy trong loại sắt thì mình không có sử dụng được nha em, mình không có sử dụng được nó, bởi vì nó chạy lòng vòng trong đó thôi, nó chạy lòng vòng trong loại sắt chứ nó không có chạy ra cho mình xài đâu. Thành ra là nó làm nóng cái loại sắt, mình không mong muốn cái dòng cảm ứng này. Thì dòng cảm ứng trong loại sắt muốn nó giảm đi thì mình sẽ tăng cái điện trở lõi bằng cách là pha thêm silic vô ha, nó sẽ làm tăng cái điện trở lõi sắt. Rồi đồng thời á, cái lõi sắt thì người ta không có đúc nguyên khối á, mà người ta sẽ đúc những cái lá thép mỏng, gắn những lá thép mỏng ha, và ghép nó lại. Và trước khi ghép lại thì người ta sơn một lớp sơn mỏng cách điện ha, sơn cách điện mỏng giữa các lá thép này. Thành ra là cái lõi sắt mình á, nhìn nó nguyên khối nhưng mà thực chất nó là nhiều cái lá thép ghép lại, một cái lá thép mỏng nó sẽ ghép nhiều lá lại thì nó sẽ tạo thành cái lõi.
Và cái lõi này nó sẽ giúp ngăn chặn cái dòng điện, cái dòng điện gọi là dòng điện xoáy trong lõi, dòng điện cảm ứng nó chạy trong lõi sắt gọi là dòng điện xoáy, còn gọi là dòng điện Foucault. Dòng điện xoáy này nó là cái dòng điện mình không mong muốn nha mấy. Thì lưu ý nhớ giùm thầy cái cấu tạo lõi sắt. Các cái máy điện thì cấu tạo lõi sắt nó bằng thép kỹ thuật điện, là thép có pha silicon và nó được chia thành những cái lá thép mỏng và nó sơn cách điện rồi sau nó ghép lại với nhau. Mục đích là nó tăng cái điện trở để nó ngăn chặn cái dòng điện xoáy ở trong lõi. Nhớ cái này là cái cần lưu ý. Rồi thì thép kỹ thuật điện nó có hai loại ha. Thép cán nóng và thép cán nguội. Cái loại cán nóng thì cái việc sản xuất nó dễ hơn, mình nung nóng nó lên rồi mình cán ha. Thép và nung nóng lên thì nó mềm, mềm dễ cán. Còn cán nguội có nghĩa là mình để yên vậy ha. Nguyên với thép thì không có nung gì hết, cán luôn. Thì cái loại cán nguội nó đặc tính giãn từ nó tốt hơn ha. Loại cán nguội đặc tính giãn từ tốt hơn. Thì nó còn có hai loại, phân làm hai loại nữa là loại đẳng hướng và loại dị hướng. Đẳng hướng là sao? Đẳng hướng là nó dẫn từ từ thông theo mọi hướng như nhau. Còn loại dị hướng là nó chỉ dẫn theo một chiều, nó dẫn một theo một cái chiều nào đó thì tốt, còn chiều còn lại nó sẽ dẫn kém hơn. Rồi. Rồi vật liệu tác dụng loại thứ hai là vật liệu dẫn điện. Thì vật liệu dẫn điện dùng ở trong máy điện thì nó là thường là dùng đồng ha. Dây đồng, hầu hết các máy điện dùng dây đồng. Một số loại thì nó dùng dây nhôm. Dây nhôm thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà cái tổn hao ra dòng điện, khi mà có dòng điện chạy trong thì nó sẽ có tổn hao lớn hơn. Thì cái dây đồng mà dùng trong các cái máy điện đó, mình nhìn thấy cái dây nó màu đồng vậy, nhưng mà nó có một cái lớp cách điện rất mỏng ha. Nó gọi là dây điện từ. Cái dây này gọi là dây điện từ. Nó có cái lớp cách sơn cách điện rất mỏng. Và nó được quấn thành các cái cuộn dây. Thì giữa các cái vòng dây này nó cách điện với nhau nha. Nếu mà mình lỡ mà mình làm trầy ha, làm tróc cái lớp cách điện này ra, thì các cái vòng dây này nó sẽ bị chặt với nhau ha, bị chặt với nhau. Nếu mà nó chặt nhiều thì có thể nó dẫn tới gây nóng cháy cuộn dây. Rồi, cái loại vật liệu thứ hai gọi là vật liệu kết cấu. Vật liệu kết cấu là vật liệu nó chế tạo lên các cái chi tiết mà nó dùng để hình thành lên cái vỏ của cái máy. Vỏ hoặc là đế, những cái kết cấu hoặc là trục, những cái phần mà nó gọi là nó chịu lực đó. Nó còn chịu lực gọi là vật liệu kết cấu. Thì thường vật liệu kết cấu mà chế tạo vỏ thì nó là gan hoặc là thép. Trục động cơ thì nó thường bằng các loại thép, mà đặc biệt thép nó có pha thêm một số kim loại quý để tăng cái độ cứng của trục, tăng cái độ chịu lực của trục. Thì nó gọi là các vật liệu chế tạo nên các cái kết cấu này, nó gọi là vật liệu kết cấu. Rồi, thứ ba là cái vật liệu cách điện. Vật liệu cách điện là cái rất quan trọng ha. Thì vật liệu cách điện nó dùng để cách điện giữa các bộ phận mang điện với các cái bộ phận không mang điện của máy. Thì vật liệu này nó đòi hỏi phải có một số yếu tố ha. Thứ nhất là độ bền cao, nó chịu được điện áp ha. Có nghĩa là có điện áp, nó chịu được điện áp cao. Rồi dẫn nhiệt tốt, không phải dẫn nhiệt tốt rồi. Tại vì khi cái máy điện mình nó chạy thì nó sẽ nóng lên, và khi nóng lên thì cần phải tản nhiệt ra, thì cái lớp các cái lớp cách điện nó phải dẫn nhiệt nó thoát ra ngoài. Chứ nếu mà nó cách điện mà nó cách nhiệt luôn thì nhiệt nó sẽ bị nhốt ở bên trong cái động cơ, nó làm nóng cái động cơ, là nắm các chi tiết lên nó sẽ tự động nó chậm hơn. Rồi nó phải chịu ẩm, nó chịu hóa chất vân vân. Rồi thì vật liệu cách điện nó chia làm bảy cấp ha. Theo cái nhiệt độ làm việc của nó. Lưu ý người ta chia vật liệu cách điện theo cái nhiệt độ làm việc nha mấy. Lưu ý là theo nhiệt độ làm việc. Cách điện loại Y á thì nhiệt độ nó chịu được. Nói chung nhiệt độ làm việc tối đa cho phép là 90 độ C. Loại A thì nó chỉ làm việc tối đa được tới 105 độ, loại E là 120, tương tự ha. Loại C là chịu nhiệt, loại cách điện tốt nhất ha, nó chịu nhiệt độ trên 180 độ C. Thì lưu ý là ở đây á, cái loại Y á là cái loại chịu nhiệt độ kém nhất ha, và hiện nay thì nói chung người ta ít sử dụng ha, ít sử dụng. Loại A, E và B, ba loại ha, A, E, B này là ba loại phổ biến. Thường sử dụng.
FHC thì nó những loại cách điện nó cao cấp hơn, nó sử dụng nó chịu được nhiệt độ cao hơn. Rồi cái tên của các cái loại này I A E V F H C thì nó có một cái câu gọi là câu thần chú để mình dễ nhớ, là yêu anh em buộc phải học chăm, yêu anh em buộc phải học chăm, yêu anh chứ không phải yêu em nha, chữ A trước nha, đừng có đảo ngược lại nó còn sai à. Thì cái loại mình nhớ thứ tự, mình nhớ cái câu này để mình nhớ được thứ tự à. Loại Y là cách cách điện nhiệt độ thấp nhất à. A cao hơn, E, B, F, H, C, nhớ thứ tự. Còn cái mức nhiệt độ cụ thể bao nhiêu á thì nếu mà em nhớ được thì tốt, còn không nhớ được thì mình chỉ cần nhớ cái thứ tự thôi, mình nhớ cái đầu cuối cũng được, nhớ cái Y là 90 độ này, cái C là trên 180, thì A, E, B, F, H thì mình có thể ước chừng á, một khoảng này nó chênh lệch nhau tầm khoảng 20 độ à, 10 20 độ gì đó. Mình ước chừng cái khoảng đó thôi. Ví dụ mình gặp một cái máy điện ha, cách điện đó là ví dụ như là cấp cấp, cấp F chẳng hạn, thì mình thấy F nó gần, nếu mình nhớ nhớ thì mình nhớ là F nó gần cuối nha, gần cuối thì nó nhiệt độ nó phải khoảng tầm 150, nhớ vậy là được, còn không cần nhớ chính xác được. Hoặc là mình tra cần thì lên Google xong cái ra thì nhớ được tốt. Rồi, một cái lưu ý rất quan trọng ha, nếu vật liệu cách điện á, vật liệu cách điện mà nếu mà bị nhiệt độ tăng cao ha, quá cái nhiệt độ cho phép thì tuổi thọ nó sẽ bị giảm. Tuổi thọ là gì? Ví dụ cái cách điện ha, không phải là cách điện đó bền vĩnh viễn ha, ví dụ cách điện đó mình xài 20 năm sau thì nó bị gọi là bị lão hóa, có nghĩa là nó mất khả năng cách điện dần dần, xem theo thời gian nó sẽ mất dần bình thường nó cách điện tốt, nhưng mà ví dụ 10 năm sau nó cách điện nó giảm đi mất khoảng 30% vậy cái độ cách điện nó giảm đi ha. 20 năm sau thì coi như nó gần như là nó mất khả năng cách điện á, thì người ta gọi là bị lão hóa theo thời gian. Thì nếu mà nhiệt độ mà tăng lên quá quá cái nhiệt độ cho phép á, ví dụ cái loại Y 90 độ nhưng mà mình cho nó vận hành ở nhiệt độ ví dụ 100 độ, vận hành 100 độ quá 8 đến 10 độ thì tuổi thọ nó giảm đi một nửa. Ví dụ bình thường nó xài được 20 năm, rồi nếu mình tăng nhiệt độ quá khoảng nó chạy quá khoảng 8 tới 10 độ nó giảm xuống còn khoảng 10 năm thôi, có khi là còn 6-7 năm gì thôi. Thì đó là cái lưu ý khi khi vận hành máy điện em. Khi em vận hành thì phải đảm bảo cái máy điện đó nó hoạt động trong cái mức nhiệt độ cho phép. Ví dụ em mua một cái máy cách điện cấp Y thì em vận hành đó em phải đảm bảo cái môi trường nhiệt độ xung quanh nó thấp, rồi cái máy nó chạy nhiệt độ nó không có tăng quá 90 độ. Chứ nếu mà mình vận hành cái máy cách điện cấp Y là mình vận hành ở ví dụ như gần một cái lò thép, luyện thép chẳng hạn, cái động cơ để đi quạt cho cái lò thép, thì nếu mà gần cái lò thép thì nhiệt độ tỏ ra rất cao á, là nó có thể cái cách điện này nó quá nhiệt độ thì nó tự động. Đó là một cái lưu ý khi vận hành máy điện. Rồi thì đó là sơ bộ cái chương số 1, chương đầu tiên giới thiệu cơ bản về máy điện. Thì thầy giới thiệu xong rồi thì nếu các em có câu hỏi gì thì mình có thể đặt câu hỏi ha. Đằng nào cần đặt câu hỏi thì có thể là mình có thể bật cái mic lên. Lưu ý là đối với cái phần này thì cái chỗ cái định luật cảm ứng điện từ á, thì em có thể xem lại kỹ kỹ tí ha. Thì cái nãy giờ thầy có ghi hình lại, vì lát nữa thầy sẽ upload lên lại trên upload cái video này lên. Thì phần này mấy em về coi kỹ lại cái chỗ này tí ha. Thầy sẽ cho một số cái bài tập xác định cái dòng điện cảm ứng qua cái vòng dây khi mà di chuyển làm chậm tiến tới ra xa vòng dây đã ha. Đi từ thông thì xác định thử cái chiều của dòng điện cảm ứng như thế nào, hoặc là thầy cho chiều dòng điện cảm ứng và xác định thử cực của nam châm bắc nam như thế nào, nó đang di chuyển như thế nào. Rồi, các bạn lớp mình có ai thắc mắc gì không, thắc mắc thì cứ bấm cái mic lên ha, bật cái mic lên rồi nói.
nghe đi ngủ hết rồi, nãy giờ thầy nói nghe buồn ngủ à. Các bạn nào mấy đồng chí ơi, thôi tỉnh dậy, tỉnh dậy về đi à. Hay là online lên cho cá mạch điểm danh rồi xong rồi, rồi chạy đi chơi rồi. Em dạ. Tỉnh dậy nè ơi, con nào còn sống đây không vậy thầy ơi? Dậy đi. Alo, em nghe rồi ơi. Rồi rồi. Có thắc mắc gì không? Cái này thầy ghi video lại. Nãy giờ là hai ly cà phê đó. Giờ này mà còn ngủ lô lô. Lô lô. Lô lô. Các bạn nào có thắc mắc gì thì bật mic lên hỏi nha. Còn dạ, nếu không không có gì hết thầy ơi. Không thắc mắc hả? Chắc nghĩ rồi. Rồi thôi bạn nào không không thắc mắc thì tắt mic đi, thầy nói một số vấn đề nữa rồi mình nghỉ. Dạ. Yeah. Không cần phải học. Nghỉ sớm đi thầy ơi. Không cần hết 2 tiếng đâu. Thầy giải bộ này hỏi con thầy ơi. Ngủ hay không hả thầy? Rồi, ai hỏi gì thì hỏi ha. Còn nếu không hỏi thì thầy nói một số vấn đề tiếp. Dạ dạ thầy nói lẹ thầy ơi. Rồi, thì lưu ý cái môn máy điện này á. Môn máy điện này là một trong những cái môn học nó tương đối là khó. Tại vì cái phần các nội dung lý thuyết nó tương đối là nó phức tạp. Ở đây mình mới cái bài mở đầu thôi nha, mình mới giới thiệu sơ bộ thôi. Những cái phần sau nó sẽ có những cái nội dung nó khó hơn. Thì nếu mà học online thì các cái bài giảng này thầy sẽ quay lại hết. Cái bài thầy sẽ quay một cái bài giảng thì up lên trước, hôm nay xem. Sau đó tới cái buổi online lên đó, thầy có thể giải thích kỹ hơn. Thì bữa đó bạn nào thắc mắc thì thầy sẽ trả lời luôn. Còn nếu mà cứ ví dụ nếu buổi đó mà không thắc mắc gì đó thì cho một số bài tập rồi mình làm trực tiếp luôn, đọc liền cũng được. À, thì cái phần về các định luật cảm ứng điện từ thì thầy sẽ cho một số bài tập gửi lên trên cái Classroom để nó vào trả lời ha. Cái môn máy điện nó tương đối là khá nên là kỳ này mình lại gặp cái là bị dịch rồi nó mình không có học trực tiếp được, học online nó cũng gặp một số cái bất tiện. Thì mấy em cố gắng ha, theo dõi cái bài giảng. Nếu mà theo không kịp thì cứ mở coi lại, có coi kỹ ha. Bài mở đầu thì nói chung nó cũng đơn giản, chưa có gì ha. Qua những cái chương tiếp theo thì nó sẽ có những cái nội dung khó hơn. Rồi, nếu mà không có thắc mắc gì đó thì chờ thấy thầy gọi là thầy ghi lại cái danh sách trước khi nghỉ ha. Tắt xe. Thank you.